Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Trên tay mình là iPhone SE thế hệ đầu tiên, chiếc iPhone mà được người Việt cực kỳ yêu thích. Và sau gần 5 năm chờ đợi thì cuối cùng chúng ta cũng sắp đến lại gần chiếc iPhone đàn em của chiếc máy này, iPhone 9. Hôm nay thì mình sẽ tổng hợp toàn bộ những tin tức liên quan tới chiếc iPhone mới mà Apple sắp cho ra mắt vào tháng 3 năm nay, cách khoảng 1 tháng nữa. Nhắc lại một chút thì sau những thành công vang dội của chiếc iPhone SE thế hệ đầu tiên, Apple đã rất nhiều lần ấp ủ về dự định cho ra mắt chiếc iPhone SE 2 theo cái tên gọi vào khoảng năm 2017-2018, nhưng rồi đẹp lên, hạ xuống. Vậy thì tại sao là thời điểm này, trong khi những tin đồn liên quan tới chiếc iPhone SE 2 hay là iPhone 9 đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, từ 1-2 năm trước, thì nhiều tin đồn cho rằng Apple ra mắt chiếc iPhone mới này để tiếp cận một lượng người dùng mới, những người dùng vẫn đang trung thành với những chiếc iPhone cũ và chưa có đủ mức độ tài chính hay mức độ hấp dẫn cho những chiếc iPhone mới để nâng cấp lên. Với mức giá theo dự đoán là khoảng 400 đô, quy ra tiền Việt là 9,2 triệu đồng, thì iPhone SE 2 hay iPhone 9 là một chiếc iPhone mà có thể dễ dàng tiếp cận với phần lớn người tiêu dùng. Đó là lý do thứ nhất thôi, lý do thứ hai mới đáng quan trọng này. Đó chính là trong năm 2019 thì Apple cho ra mắt rất nhiều dịch vụ trả phí cho những chiếc iPhone của mình, bao gồm Apple News này, Apple TV Plus, Apple Music, rất nhiều dịch vụ trả phí. Và Apple thì dần dần đang muốn chuyển hướng công ty của mình từ một công ty phần cứng thành một công ty Internet, bán phần mềm và dịch vụ theo tháng. Do vậy nên để mở rộng lượng người dùng thì Apple bắt buộc phải cho ra mắt một chiếc iPhone giá rẻ để mà lượng người dùng iPhone được mở rộng ra, và cái hệ sinh thái dịch vụ của Apple cũng được nhiều người dùng sử dụng hơn. Đó là lý do chính được cho biết để mà tại sao Apple lại cho ra mắt chiếc iPhone 9 vào tháng 3 năm nay. Và về mặt tên gọi thì tại sao là iPhone 9 mà không phải là iPhone SE 2? Mình nghĩ cái tên này thì khá là hợp lý. Thứ nhất thì chữ SE ở trong tên của thế hệ đầu tiên nó tượng trưng cho Special Edition, thì phiên bản đặc biệt thì nên chỉ có một phiên bản thôi, không nên có quá nhiều. Thứ hai á, thì nguyên cả dãy sản phẩm của Apple đang bị trống mất cái dòng iPhone 9 từ sau 2017, do vậy nên đặt tên ở ngay cái dãy sản phẩm này là vô cùng hợp lý. Quay trở lại những thông tin liên quan tới sản phẩm này, thì ngay thời điểm này đã gần như là toàn bộ những tin tức liên quan tới chiếc iPhone mới nhất cũng đã được rò rỉ và được xác nhận gần như chính xác. Đầu tiên là về kích thước màn hình. Đó là một sản phẩm có kích thước màn hình 4.7 inch thay vì chỉ 4 inch như chiếc iPhone SE. Ngoài ra, từ những tin đồn đã được xác nhận thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy thì sản phẩm này có khung máy và tổng thể thiết kế rất là giống chiếc iPhone 8, với khung viền bằng nhôm và mặt lưng bằng kính, có một camera sau. Và camera sau của sản phẩm này thì kế thừa hoàn toàn từ chiếc iPhone XR, mặt trước cũng tương tự. Sản phẩm này vẫn là một chiếc iPhone có mặt trước kiểu truyền thống với viền màn hình dày. Đó là một điểm rất hấp dẫn với nhiều người trong mùa dịch Corona này, khi mà Face ID trở nên hoàn toàn vô dụng. Thật sự không rõ là người dùng có còn đang hứng thú với một chiếc iPhone có màn hình viền dày hay là Touch ID hay không. Nhưng mà khi nhắc tới cấu hình là chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chiếc máy này sẽ sở hữu cấu hình hoàn toàn tương tự so với chiếc iPhone 11, 11 Pro và Pro Max vừa mới ra mắt. Đó chính là con chip Apple A13 Bionic cực kỳ mạnh, gần như là mạnh nhất thế giới ngay thời điểm này. Với một chiếc máy chỉ khoảng 9,2 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được con chip này. Nên đương nhiên khi mà so hiệu năng trên giá tiền thì iPhone 9 sẽ là chiếc máy có hiệu năng trên giá thành vô đối nhất trên thế giới khi được ra mắt. Đương nhiên sẽ có một chút cắt giảm, thì dung lượng RAM trên máy sẽ chỉ có 3GB thay vì 4GB trên những chiếc máy cao cấp hơn. Ngoài ra thì song song với tin đồn mình đã chia sẻ, vẫn có những tin đồn liên quan tới mặt trước của chiếc iPhone mới, bao gồm là thay vì màn hình viền dày chúng ta sẽ có một cái màn hình viền mỏng, vẫn khung máy kích thước đó nhưng mà phần lớn mặt trước sẽ là màn hình. Kích thước màn hình sẽ là 5.3 inch và được trang bị Face ID. Tuy nhiên, tin đồn này có vẻ tính xác thực không được cao lắm, bởi vì giá sản phẩm này chỉ khoảng 9,2 triệu đồng thì gần như trang bị Face ID là điều phi lý. Ngoài ra thì toàn bộ những thông tin liên quan tới chiếc iPhone 9 này sẽ rất là gần với chiếc iPhone 8 từ dung lượng pin hay là tổng thể thiết kế còn lại. Cuối cùng là về mặt giá bán thì sản phẩm này có giá khoảng 400 đô đúng như dự đoán, và sẽ thấp hơn cả giá của chiếc iPhone 8 ngay thời điểm này. Các bạn có đang cảm thấy hứng thú về sản phẩm này giống như mình hay không thì để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Các bạn thích nhất cái điểm nào trên sản phẩm này thì comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.